Đây đây, về cho mẹ xem nào. Thư của cái đứa bé này này. Em cảm ơn chị. Đấy. Nếu có về thì mẹ không đi. Thôi mẹ không đi nữa. Mẹ không đi nữa. Đi theo xem con. Đi ngoài ngoài thôi. Chơi chơi chơi, đi ngoài 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 thôi nhỉ. Đi nhá, chào bác nhá nhà, con đi đây nhà. Thế sang kia nữa đi con ơi. Mẹ
đây cho mẹ cất. Ô, con xong mang cả cái ống cây này về. Ống cây này nó có rất là quan trọng với con đấy mẹ. Tí nữa mẹ, tí nữa con phải kể chuyện cho mẹ. Mẹ cất nhá. Rồi, mẹ. Cho con mẹ xem nào. Ờ, con cởi cho em bé cho bà bé xem nào. Đường đẹp lắm, nhìn đường đẹp lắm rồi nhé. Đến bây giờ nhé, bà Phương. Không hiểu cả lưng mẹ. Bà Phương con mà. Cháu của mũ. Ai? Cháu của ai mà ngoan thế? Chuyện dài lắm, bây giờ ngồi xuống. Ngồi xuống thôi nhé, con. Mẹ có khỏe không mẹ? Khỏe thôi, hôm nọ mẹ đi tìm con, không thấy con, không biết con đi đâu. Thì mẹ cũng thấy lo lắm. Mẹ có khỏe không mẹ? Mẹ khỏe thôi. Hôm nọ thấy bà thông gia về tìm con nhưng mà không biết con đi đâu. Không thấy. Hôm nọ mẹ chồng con đi về đến đây á. Ừ. Mẹ chồng con về đến đây tìm con. Mẹ mới biết là con đi đâu. Hôm nọ mẹ mới đi đến nhà. Mẹ chồng con ấy đi tìm con cũng quên con. Mẹ lo lắm. Mẹ, con nói với mẹ là như thế này, đáng nhẽ là con cũng về thăm mẹ rồi nhưng mà con cũng sợ mẹ lo lắng về chuyện gia đình con nên con cũng không dám cho mẹ biết. Thì hôm nay thì không ngờ con cũng bao nhiêu đêm cũng suy nghĩ rất là kỹ rồi không ngủ được, cho hôm nay con quyết định về chơi với mẹ. Bây giờ con về đến mẹ như thế này mẹ cũng thấy mừng lắm rồi đấy. Nhưng mà trước khi đi tìm con thấy mẹ lo lắm, bây giờ thấy mang cả cháu về. Nhưng mà con lấy cháu về thì con lấy ở đâu? Mẹ, cái đứa bé này này, con nói mẹ như thế này là con đi bán hàng. Thì có hai mẹ con là cứ thấy ở đường nhặt thất vụ. Thế xong bắt đầu là con đi qua thì hai mẹ con xin tiền mua sứa. Thế là xong là được 2-3 lần nữa con đi bán hàng thì hai mẹ con này mò đi theo sau con, đi tận nhà con luôn. Thế con không biết, xong là đi xong khóc lóc xong là xin ở lại với con được vài hôm. Thế là mẹ thằng bé là nó bỏ, là mẹ thằng bé bỏ lại, xong bắt đầu là bỏ lại cho con, là mẹ lại đi bảo đi làm công ty không biết đi đâu nữa. Bây giờ con một mình con nuôi thằng bé này không biết là phải sở thế nào được mẹ. Ôi sao nhìn thấy cái thằng con này cũng thương lắm, tội nghiệp thằng con lắm. Nhưng mà con đã nhận lấy về thì con đã báo công an chưa? Con chưa đâu mẹ. Con cũng báo công an đấy. Mẹ thằng bé này thì có để thư lại mẹ. Lúc nãy con mới mang cái ống cây ấy, là mẹ thằng bé là bởi vì không có bút không có giấy là viết ống cây con để lại. Nãy con mang về tí nữa cho mẹ xem. Cho một con xem là có cần phải báo công an không. Vâng. Cái đường mệt lắm rồi, cắt nữa. Thì con thấy tốt mẹ. Bà ngoại bê nhé. Bà ngoại bê nhé. Bác đi lấy cái này ạ. Mẹ con chẳng có cái gì, con cũng chẳng có tiền. Bảo khó khăn thôi, thằng con này là khó khăn rồi, không có tiền rồi, nghèo không có tiền còn mua quả cáp về làm gì. Con mua về còn tốn nhiều tiền lắm con ơi. Đã bao nhiêu mẹ? Nhé con có tiền. Con lấy về thì mẹ cũng xin cảm ơn thôi, nhưng mà là con cũng tốn kém nhiều lắm. Còn nuôi thằng bò này nữa. Alo, ngày lớn thế này rồi à? Lâu bác không về, con lớn thế này rồi à? À, con ăn cái này á? Rồi, rồi, để bác. Bác cho con ăn nhá. Kẹo của để bác đấy. Tùng ơi, cho đây ăn kẹo đi con. Đây, bác cho này về đây. Anh ơi, bà ngoại bế con á. Thích lắm, ngoan lắm mẹ. Ngoan lắm, thương lắm, mẹ bảo thấy thương lắm. Tội nghiệp lắm mẹ, cho nên con bò thế này đây, bà thấy thương lắm. Tụi bây giờ thân của cái thằng con, thằng cháu này lắm á. Ừ đúng rồi, Tùng đâu? Mẹ Tùng đâu? Xin bác nha. Tùng khoanh tay trên bác đi. Đây, khoanh tay trên bác. Ôi giỏi quá. Giỏi quá nha. Đây, đây cho cô Tê một nữa nhá. Ôi dồi ôi, ngoan quá, đừng nhớ bà nhá. Mẹ đi mẹ. Con cũng ăn đi. Đây, con đi sang kia đi rửa chân tay xong phụ cậu nấu cơm ăn nào. Vâng ạ. Con còn có thịt nữa không? Có mà. Có thịt thì lấy về làm ăn cho chị ăn đi. Thế con gái thì nấu cơm cho cậu ấy. Thế ở đây cô mẹ làm bò về nấu hủ cậu ấy. Con một cậu nấu cơm với nhá. Vâng.
chơi à? Vâng. Về đây ngồi chơi đi. Cháu của anh ở xin thế. Cháu của bà, cháu con đứa con gái đấy. Bảo rơi ở đó đâu rồi, con gái nhặt về đấy. Dạ, cho con ngồi với. Cái thương lắm. Cháu của anh và cháu của đứa con gái nhà về đấy không biết là cháu thì... là cho của bà ai bà... bà thượng quả nhé là bà thượng quả bà thượng quả với em ồ bà thượng con tè ướt hết rồi bà cuộn tè ướt rồi chị đi với chị kia dán vâng. Cho em ấy nhé em làm gì làm chị đó. Làm gì không? Đấy, em đi này, anh đi lấy bọc tay. Mở đi làm rồi em. Làm rồi. Làm công ty á. Chị làm mấy em ở nhà với hai ba đứa hai đứa trẻ đó. Làm mấy con ở nhà. Tư bụi hoa già hết à? Già hết rồi. Em thèm cái hoa tư bụi hoa già hết rồi. Già hết rồi. Già đi lấy cái xe tắm nhà ra cho nó đi. Mấy bà này cũng nhiều người xa cháu. Ê, bà Trương. Bà Trương lá. Ê, cho bà Trương. Bà được con đi. Đây. Bà của con là bà Trương lá. Chị đi đâu lâu lắm không thấy về. Nói chung chị cũng nhiều việc lắm em ạ. Mãi hôm nay mới về được đấy. Bà ở nhà to, đi đâu, biết gì đâu. Công việc của nhà chị dài dòng lắm. Chị ăn cơm chị sẽ kể cho em biết mẹ nghe. Bà ở nhà lo suốt, nào mà anh chị cũng ngủ được. Thế nào cũng nói. Chị cứ bảo lo cho sợ mẹ lo lắng ấy, sợ lo lắng, sợ mẹ uống. Hôm nay chị cũng phải về nhà. Lâu không về nhà ấy. Các cháu cũng khỏe chứ em. Khỏe luôn. Mở một mình đi công ty thế thì mỗi tháng được bao nhiêu tiền lương? Đi lâu lâu mình đi về. Đáng thương rồi. Chị đặt trứng nhé. Em xăm mầm. Làm nhiều món thế đó cô ạ, vất vả ấy. Ăn Cơm ư?
Chắc đi đâu chơi rồi. Chơi rồi. Ăn cơm đi các con ơi. Vâng, ăn cơm. Tối đi các con về đến à. Con mời mẹ nhé, con mời mẹ. Mẹ cậu nhé. Một bữa cơm này. Ăn cơm cho bác ơi. Cùng nhau mỗi khi con gái về đến thì cùng nhau ăn đi, không có gì nên ăn đâu. Bác ạ, cháu ăn đi. Đây, để bác con gái ăn đi. Mỗi khi con gái về đến không có cái gì ăn đâu. Đấy, con trai cũng ăn đi. Đấy, cùng nhau ăn đi. Ăn cơm. Mẹ ăn đi. Bác bác. Đây. Bác ăn đi bác. Vâng. Nhà ăn nhá. Đó mà. Đấy cùng nhau ăn đi. Bác ăn đi. Con mới khi về đến nhà bà mẹ thì mẹ thấy mừng lắm rồi. À con đi đâu giờ này mới về? Con đi chơi đâu ấy? Anh ơi. Ba ăn cơm rồi đây. Ăn cơm nhá. Bố ăn cơm đây. Đây. Con cầm thịt đi. Bác ăn đi. Mẹ ăn đi mẹ. Vâng. Con cũng ăn đi, con cũng ăn đi. Bác ăn đi ạ. Vâng, mấy khi bác đi chơi với mẹ. Con cũng ăn đi. Mẹ lắp cho con này. Ăn thì à? Cậu ăn đi cậu. Ăn đi con ơi. Cô Tè ăn đi. Cô Tè ngoan quá. Cô ơi, ăn thịt đi. Đây bà cho. Đây này. Đấy, bà cho. Bà cho ngon. Cô Tè ăn đi. Cô, bà cho. Mẹ, cháu nó buồn ngủ rồi. Cháu nó ngủ thì mẹ hộ con cong đi. Vâng, có con mẹ mẹ con khổ lắm đấy, hai mẹ con này. Ôi, em ơi, khổ lắm đấy. Em vừa khóc eo thế này đấy. Mẹ lấy cái miếng này làm sao lên. Chị lấy con của ai về khổ đấy. Chị nhặt con rơi về. Mẹ ăn cơm đi mẹ, giờ mẹ khổ. Con vâng. 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 Để con dỗ cháu em. Cơm ăn kịp xong. Cơm ăn chưa kịp xong mà con khó nhiều với mẹ rồi. Dạo này mẹ thấy con là gầy hết rồi, vất vả quá không ăn được mới gầy thế đó. Con biết rồi mẹ ăn nè. Bây giờ là thế nào con? Đau từ trước đến bây giờ chồng đi biển Việt mà con khổ như thế này, con bé khóc nữa là bây giờ là con làm thế nào được? Con chẳng biết nữa mẹ, chồng con đi biển biển chẳng thấy về có tin tức gì cả. Bây giờ mẹ chồng con thì suốt ngày say rượu nghiện rượu. Thế là toàn đuổi con à? Toàn đuổi con thôi. Dạy con như thế này, con như thế này là trước kia mẹ đi tìm con không thấy con, bây giờ mẹ thấy con về đến đây thì mẹ cũng thấy mừng lắm rồi, nhưng mà gia đình của con như thế này mẹ cũng thấy khó nghĩ lắm đấy. Bây giờ là lại nhặt được đứa con như thế này nữa, lại lúc nào cũng như thế này, con ăn không ăn được mà ngủ không ngủ được thì con cũng thấy gầy hết rồi. Con chẳng biết làm nào mà mẹ con thấy tội nghiệp cho đứa bé. Trước kia là mẹ không muốn hai vợ chồng con lấy nhau đâu, nhưng mà con chỉ cứ bám máy lấy con. Bây giờ thì con lấy vấp vào con người này, bây giờ con khổ cả đây rồi. Bây giờ số con đâu mẹ, bây giờ con phải chịu thôi, con chẳng biết làm thế nào nữa. Bây giờ là nghĩ nhiều nữa. Chứ anh Dê này đi công ty hay là không về hay thì chị về với ở với vợ chồng em đi. Vâng, chị cũng ngại lắm em ạ, còn em vợ nữa bây giờ. Còn đến mẹ nha. Còn mẹ chồng nữa, xong là chồng thì trước đây đi công ty cũng đã nói với chị bảo là ở nhà phải chăm sóc mẹ rồi, thì bây giờ chị cũng phải có trách nhiệm. Mẹ chồng ác thế là chị ở đấy làm gì? Không ở bây giờ làm sao được em, bây giờ không ở thì biết làm sao được. Bây giờ chị ngày xưa đã bố mẹ đã cưới rồi, bây giờ chị cũng phải chịu thôi, khổ phải chịu thôi em ạ. Ở với mẹ với vợ chồng em thôi. Thôi chắc chị không về được nữa, cảm ơn em, nhưng mà thôi chị lâu lâu chị lại về chơi thôi, chơi lâu lâu lại về chơi với mẹ với lại em thôi, chị không về ở đây ở được nữa. Thế con về đi, về ở với mẹ đi. Thế bảo về rồi thì chồng con thì đi diệt diệt như thế này, mẹ chồng lại ác như thế này, con không nên ở đấy nữa, về nhà ở với cậu với mẹ đi. Mẹ không đuổi con đi đâu. Đấy, cái đứa con này chị nhận đâu về? Mẹ nó có để thư để giết con không? Có để thư đây này. Đây mẹ ơi. Đây về cho mẹ xem nào. Thư của cái đứa bé này này. Mẹ của đứa bé để lại mẹ. Vì hôm đấy con đi vắng mà. Thì
lúc đỡ hai đứa con là này à, con đấy, bà mắt không nhìn thấy đâu, để cho con trai dọc xem nào. Chị giúp em nuôi đứa con này, em cảm ơn chị. Đấy, thư mẹ nó để lại ấy ba. Cậu đọc, cậu thấy thế này có được không cậu? Mẹ nó để lại thư nha này. Cái này à, tốt nhất là con phải cất đi. Được đấy, nhưng mà cái này là... Phải cất đi à? Con phải cất cái này đi. Mà mai sau này mẹ của nó phải tìm cái đứa con này nè. Là con mới có cái này làm chứng cứ cho công an. Không thì công an làm công an không có cái này làm chứng cứ thì họ bảo con đi ăn trộm ăn cắp của người ta thì con nên tuổi đấy. Thì con phải đi cất cẩn thận để sau này để làm chứng. Vâng. Con cảm ơn mẹ. Đấy nhá, đi cất cao vào. Vâng. Thôi. Mình không ăn á. Mẹ ăn cơm đi, mẹ ăn cơm đi. Mẹ không ăn á. Con cất nó đi. Mẹ ra ngoài đi uống nước đi. Đây để con cắt đi cho bà quả xong bà đi còn ăn. Mai mang ra ngoài bà đi mẹ. Tối xong là để đây tí nữa chị rửa bát cho đi, đi thái quả cho mẹ ăn á. Đây tiền không có nghèo à, mua lấy cái nhặt nữa con rơi về. Bây giờ là còn không có tiền nuôi con nên còn mua con món đồ để cho có mẹ ăn đi. Mẹ càng tốn nhiều tiền nữa. Đấy để không có cái gì tiền đi mua sữa, mua cái gì nuôi cái thằng con đây này thêm. Đây tối nay con phải ngủ ở đây nhá. Con không được về đâu. Mai chờ mẹ đi cùng con. Mẹ đi cùng con đấy, xong là xem cái cửa nhà của con mẹ chồng của con như thế nào thì mẹ mới biết là cho con sống khổ sống nhục như thế này thì mẹ không yên tâm đâu. Thôi mẹ, bây giờ con cảm ơn mẹ đã lo lắng cho con, nhưng mà thôi mẹ, bây giờ thứ nhất là mẹ có tuổi rồi thì mẹ không cần phải lo lắng cho con nhiều đâu, con vẫn sống tốt mà mẹ, con vẫn còn sức khỏe, con vẫn làm được. Khi nào đấy mà con khổ quá con hãy về tìm mẹ thôi, chứ mẹ không phải đi theo con đâu. Con... bây giờ là con bảo không cho mẹ đi cùng con, nhưng mà mẹ phải đi xem cửa nhà của con và mẹ chồng của con như thế nào thì mẹ mới yên tâm được, không thì mẹ không yên tâm đâu. Đấy, mai mẹ đi theo con đi đấy, đi con phải bảo mẹ chồng con này phải tìm chồng con về, không thì con ở như thế này mẹ không yên tâm đâu. Mai phải thấy chồng của con đấy thì mẹ mới yên tâm. Mẹ, chồng con bây giờ đi mấy năm rồi, bây giờ có tin tức gì đâu ạ? Bây giờ kệ anh ta, anh ấy khi nào anh ấy về thì khác về tìm con, chứ bây giờ mẹ cứ như thế thì con biết làm sao? Mẹ thì chồng con phải dân cứu phải đi tìm đấy. Đấy, mẹ ăn quả đi, ăn quả đi, cùng nhau ăn quả đi. Mẹ ơi, con giờ... cũng ăn đi con. Vâng. Đấy, cùng nhau ăn đi. Đây. Mẹ ơi, bây giờ con ra đến nhà mẹ yên tâm rồi thì bây giờ con đưa cháu đi về đây ạ. Không, tí nữa tối về. Ôi, không phải ạ. Thế là con về thì thôi, mẹ không được, mẹ không cho đi đâu. Thôi nhưng con mà đi về thôi mẹ. Nếu con về thì mẹ không đi. Thôi mẹ không đi nữa. Mẹ có tuổi rồi. Mẹ không đi, đi theo. Mẹ không phải đi đâu mẹ. Mẹ con đi về đấy. Không về đâu, con chờ mẹ. Mẹ lấy quần áo mẹ đi theo con. Không cần đâu mẹ. Cậu ơi, chỉ đi về thôi. Bây giờ tối. Chị tối vào ngủ đây không ngủ à? Không ngủ nữa. Thế là mẹ cũng bảo con đi về thì phải cho mẹ đi với nhá. Đưa mẹ để con xách cái đồ con. Cái đồ mẹ cho mẹ cũng đi với. Thôi mẹ không đi nữa. Mẹ cũng đi với. Thôi em bảo mẹ cho con đi đi theo đi thì mẹ cũng yên tâm đâu. Mẹ phải đi theo xem. Mẹ không đi nữa. Đi theo xem con nhà con như thế nào và bà nội của con như thế nào. Thì thôi mẹ không cần phải đi đâu mà, con lo lắng cho sức khỏe của mẹ thôi. Mẹ mới biết là mẹ mới yên tâm. Đấy. Thôi, thì... cậu ạ, bây giờ mẹ đã nói như thế thì cho mẹ đi đi với chị chơi mà hai hôm nhé. Mẹ đi với chị nhá. Vâng. Mẹ đi với chị. Mẹ bao hôm thì con ở nhà thắc làm việc nhà nhá. Bây giờ mẹ đi với chị rồi. Chơi một tí đã. Cậu ơi, ra ngoài không cho mẹ đi mà mẹ vẫn đòi đi. Mẹ phải đi theo con, mẹ sợ con đấy là đi là sống không biết là sống cái cảnh nào, mẹ phải đi đến nhà con mới biết được. Thôi thì con trai khác ở nhà trông nhà cho mẹ xin đi 2-3 hôm với chị gái.
Thế mẹ đi một hai hôm mới chị em thế nào nhé? Vâng, thế thì cậu mẹ đã nói thế rồi thì chị cũng chẳng cảm được nữa thì thôi chị xin phép nhé. Để làm phiền cậu nhé, lâu lâu rồi chị con về nhà nhá, xong là ở đây mẹ đi theo mẹ đi theo nhà. Thì em chị đi về nhé. Cháu hai cháu ngủ đây cũng được mà. Vâng, cháu đi về là bác ạ. Bác ở lại nhé. Về nhá. Để một hai hôm nữa thế nào đấy chủ quá về. Em nhé. Đi về nhé, con ở nhà nhá. Chào bác. Bác ở nhà nhá.